Xin chào các bạn yêu cá bảy màu. Hôm nay mình nói về cái đề tài nuôi và dưỡng cá con làm sao cho nó khỏe mạnh, nó mau lớn. Có nhiều bạn hỏi mình về làm sao mà nuôi cá mau lớn, lớn lẹ. Thì cái điều đó các bạn đừng có quá quan trọng. Quan trọng là con cá mình nuôi khỏe và nó không bệnh là tốt. Còn mình chưa có kinh nghiệm nhiều thì mình cứ nuôi làm sao cá không bệnh là được. Tùy cách nuôi của mỗi người nha. Đây là mình nuôi sao mình chia sẻ anh em vậy, và những cái gì mình học hỏi thì mình chia sẻ với anh em thôi. Còn nhiều người hay nhiều trại, tùy cách mà người ta nuôi trại lớn trại nhỏ, người ta sẽ có cách nuôi khác nhau nữa. Thì anh em cũng có thể xem nhiều clip để mà mình học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm. Còn đây là mình chia sẻ theo cái suy nghĩ của mình. Thì cái clip của mình nó sẽ nói, mình sẽ giới thiệu anh em á, là khi mà thu hoạch cá phải như thế nào nè, rồi nguồn nước chăm sóc các con như thế nào nè, thức ăn nè, rồi cái vấn đề chăm sóc các con như thế nào, chăm sóc trong quá trình nuôi như thế nào nè, rồi về vấn đề môi trường nè, môi trường nhiệt độ nè, ánh sáng nè, và cái cách khi mà mình nuôi từ hồ nhỏ, môi trường hồ nhỏ sang hồ lớn, môi trường oxy hay không oxy như thế nào. Thì mời anh em xem clip, bấm đăng ký ủng hộ kênh cho mình nhé. Bảy màu nó có tập tính là nó sẽ có con, nó thường hay ăn thịt cá con, nên về nguyên lý mà người ta thu hoạch cá con đó là người ta luôn dùng những cái gì đó, như chẳng hạn những cái rổ đẻ để khi cá đẻ cá con thoát ra ngoài, hoặc người ta dùng lồng đẻ, cũng là một cách lồng đẻ mà khi mà cá trống với cá mái nó nằm ở trong một cái rổ đẻ như vậy. Một số người ta cũng vẫn dùng một cái sợi dây nhựa và mình dùng cái lược á, mình tước nó ra, mình chải ra nhỏ vậy để thế sợi rong khi mà mình không có rong, và mình thả mái riêng ra như vậy để cho nó đẻ, để các con nó núp, có chỗ các con núp không bị ăn thịt. Hoặc là các bạn không có rổ đẻ thì cái ca nhựa này á, thì rất là dễ tìm, là ai cũng có thể tìm ra. Rồi mình sẽ dùng cái cây dùi nóng châm lỗ nè, hoặc là mấy khoan châm lỗ cho cá đẻ. Hoặc là ở đây mình dùng cái hộp nhựa này mà mình cũng đục lỗ luôn để cho cá nó đẻ rớt ra ngoài. Khi mà cá bảy màu nó muốn đẻ thì anh em phải cần cái nguồn nước gần như là thật sạch, nên chính vì vậy anh em phải hút cặn và anh em châm nước mới để cái mực nước nó cao, để anh em có nhiều cái nước sạch. Ở đây cái rổ mình để như vậy để mình gom lại cho trống với mái nó có diện tích nhỏ, nhưng mà cái mực nước của mình nó nguyên một cái chậu lớn như vậy để cho cái lượng nước nó nhiều, nhưng mà con cá trống chỉ hoạt động ở trong cái khu vực này thôi. Và khi cái con cá mái nó ôm bầu nó sắp đẻ thì mình đem nó ra cái đó, cái hộp mà mình đục lỗ như vậy, mình treo nó lên ở bên thành đây. Thì đây là cái rổ mà mình làm, mình có thể tự làm ở nhà. Cái cách chia sẻ mình đơn giản cho người mới chơi thôi nha anh em, nên không phải là cái cách nuôi công nghiệp, không phải nuôi chơi chứ không phải nuôi bán nha, còn tùy anh em nuôi bán cũng được. Đó thì con cá này nó nằm ở trong này, nó ở trong diện tích nhỏ thôi, và khi nó đẻ cái con rớt ra ngoài, nhưng con cá con nó rớt ra ngoài ở cái diện tích này thì cái diện tích nước này rất là nhiều, nước sạch thì con cá mẹ nó sẽ không bệnh và con cá con nó sẽ khỏe. Ví dụ đây á, khi mà cho cá nó nằm trong cái hộp nó đẻ như vậy á, thì khi mà các con nó đẻ ra ở đây, em thấy các con nó bơi không? Đó, một số các con nó bơi đây, thì các con nó bơi bên ngoài, nó không bị ăn thịt, và mình cứ để vậy luôn. Tại vì con cá mẹ, mấy cá lớn không tấn công được các con, và các con nó nằm trong như vậy á, thì nó sẽ có nước nó nhiều và nó sẽ khỏe. Và khi các con nó ra lớn như nè anh em, nếu thường á mình sẽ hạn chế mình vớt bằng vợt lắm. Mình nếu anh em coi kỹ mình xong cái clip mà cách nuôi dưỡng cá bảy màu con á thì nó sẽ có. Còn ở đây thì thường mình hay dùng cái hũ mà mình không vớt cá bảy màu ra, mà mình dùng cái này mình nhấn xuống cái vậy. Mình vừa lấy nước mà vừa có cá con nó nằm ở trong này nè. Xong mình đổ ra ngoài đây.
đó, cá con sau khi 3 ngày thì mình thu hoạch như vậy để con cá con nó khỏe. Cái cách mình không dùng vợt, mình vừa lấy nước luôn, mình lấy nước của cá khi mà nó đẻ ra để con cá nó mới ổn định được. Tùy cách nuôi của mỗi người nha, nhưng theo quan điểm của mình á thì mình sẽ dùng toàn bộ cái nước cũ của nó và mình châm nước dần dần hoặc là mình thay nước dần dần. Ví dụ như ở đây đúng không, mình lấy ra nước còn thấp, cái mình thấp hơn như vậy, mình cứ châm lên, cứ mỗi ngày mình châm 10% nước, 10% nước để mà mình mỗi ngày mình đều cung cấp nước mới cho con cá. Và anh em cái chậu, nếu mà chậu của anh em nó càng rộng chừng nào, càng cao nước chừng nào, anh em càng châm cao nước đến chừng đó thì con cá mình nó càng nhiều nước thì nó sẽ càng khỏe và nước ít bị dơ. Về thức ăn của cá biển màu thì cá biển màu nó sẽ có nhiều loại thức ăn, mà nếu anh em có điều kiện tốt thì anh em cho ăn Atomy nè. Cá sau khi đẻ ra, các con khi đẻ ra 2 ngày có thể ăn Atomy được rồi. Ngày thứ hai là bắt đầu nó ăn Atomy được rồi. Ở đây mình không phải là người chuyên kinh doanh và mình lúc trước mình cũng cho ăn Atomy, nhưng mà bây giờ mình nuôi chơi thôi, mình rảnh thì mình cho ăn cám. Và khi mà cá bảy màu nó khoảng được cỡ 7 đến 10 ngày tuổi thì nó có thể ăn trùng được nha anh em. Thì lúc đó nếu mà mình dỗ trùng thì con cá nó sẽ mau lớn. Là đây là cá con nè, mình bỏ rong này, có nhiều khi nếu mà nó đói thì nó ăn rong. Tùy cái cách mà mình dỗ cá con, mình cho ăn cám cũng được. Nếu mà anh em cho ăn cám thì anh em phải chịu khó là hút cặn thường xuyên nè, rồi ăn cho ăn nhiều lần. Con cá bảy màu này nếu mà cho ăn cám vừa đủ thì ngày anh em có thể cho ăn được 5 đến 7 lần thì con cá nó vẫn lớn rất là khỏe như bình thường, không có vấn đề gì hết. Đó là tùy theo cách mình dỗ, mình nuôi cá để bán. Còn nếu mà mình nuôi chơi thì cũng không có đặt nặng vấn đề là cá mình khi nào nó lớn, mà quan trọng là nó đừng có bệnh là được rồi, chứ mau lớn mà chưa kịp lớn nó bệnh đó. Còn cá trên 10 ngày tuổi anh em cho ăn trùng, nếu một ngày anh em cho thúc 3 lần ăn trùng thì con cá nó sẽ mau lớn, đừng có quá ham nhiều. Và cái quan trọng là cái khi anh em nhớ là khi mà môi trường mà trời mình đang nắng như vậy, trời đổ mưa xuống, anh em đừng cho cá ăn. Tại vì lúc đó nhiệt độ thay đổi đột ngột quá, con cá mình nó ăn nó dễ bị bệnh đường ruột, bị bệnh sình bụng á. Đương nhiên cái vấn đề mà không thể thiếu ở trong cái vấn đề chăm sóc cá con là vấn đề chuyên cần đó. Nếu các bạn chuyên cần mà các bạn chịu khó, các bạn hút cặn nè, ở đây giống như một cái ống dây hút cặn của mình đây đó, mình dùng cái ống hút nhỏ thôi để mà đừng có mất nước nhiều. Và cứ tập thành một thói quen là mình cứ hút cặn như vậy nè. Khi mà mình hút cặn như vậy thì mình ngắm cá luôn, mình vừa hút cặn mình vừa vừa ngắm cá luôn. Mình có kinh nghiệm là theo tánh của mình là cứ mỗi ngày mình cứ châm 5 đến 10% nước mới luôn. Mình cứ châm 5 đến 10% nước mới vô là con cá của mình ngày nào nó cũng có nước mới. Con cá dĩa hay cá ba đuôi hay cá vàng gì đó, anh em cứ việc châm nước mới hoặc thay nước xong đó thì nó, khi mà mình vừa thay nước xong đó thì nó sẽ kích thích con cá ăn rất là nhiều. Và thường đó, mỗi sáng đó, khi mà mình trước khi mình cho ăn á, bao giờ mình cũng châm nhắc nước như vậy rồi bắt đầu mình mới cho ăn. Thì đó là vấn đề chuyên cần. Nếu mà anh em hút cặn thường xuyên nè, rồi anh em châm nước mới thường xuyên thì cái nước của con cá của anh em nó sẽ sạch. Ở đây là cái đáy nó vàng như vậy, nhưng mà anh em đừng có, không có sao nha, đó là một số cái tảo nâu á, nhưng mà nó sẽ có một số vi sinh ở trong đó. Việc châm nước trước khi cho cá ăn là nó sẽ kích thích con cá ăn rất là tốt và con cá nó rất là mau tiêu hóa luôn. Và anh em cứ việc châm nước trước khi cho cá ăn, rồi cho cá ăn, con cá nó sẽ ăn và nó đi phân liền luôn thì con cá nó sẽ mau lớn. Nếu anh em mà bận thì chẳng hạn như là khoảng cỡ 3 ngày anh em hút phân cũng được. Anh em hút phân hút cặn đáy xuống 30%, rồi ba cứ mỗi ngày anh em châm 10% 10% 3 ngày thì nó sẽ lên đầy nước lại như cũ. Và cái nữa là mình phải chuyên cần quan sát nó nữa. Mình quan sát nó coi nó có bị bệnh, bị túm, bị lắc gì đó không. Chứ mình đừng có để mình không chuyên cần tới lúc mà nó bệnh rồi mình mới biết là coi như là rất là khó chữa. Đó là cái phần chuyên cần. Mình nói lúc nãy mình nói vấn đề nước rồi, thức ăn rồi, vấn đề chuyên cần, thì bây giờ mình nói tới vấn đề môi trường. Lúc nãy anh em xem bầy cá trong chậu nhựa đó,
thì mình nuôi cái chậu nhựa nó 7 lít, cá nó sẽ lâu lớn hơn, và mình chuyển nó lên hồ lớn hơn. Thì đây mình có hồ kiến, mình chuyển lên vàng hồ kiến nè. Mình mới chuyển hôm qua thôi, anh em thấy nó còn nhát không? Nó thấy mình lại quay là nó đứng sát vô góc ở đằng hồ kia luôn. Quan điểm của mình nha, mình chuyển cá đi, mình đem toàn bộ cái nước nó theo nè anh em. Mình không chăm nước mới đó. Và mỗi ngày mình cũng vẫn chăm khoảng 10-20 nước mới, từ từ mình chăm lên nha. Thì mình chăm khoảng 5-7 ngày sau thì cái hồ này nó sẽ đầy dần. Cái hồ nước thấp mình không cần nó xấu, không cần đẹp gì hết á, là cá của mình an toàn. Ở đây cái bầy nó lớn hơn, cái mực nước nó nhiều hơn nè. Đó, mình chăm, anh em thấy cá nó hơi nhát, tại vì mình mới đưa lên hồi tối hôm qua thôi. Đó, thì anh em lưu ý, nếu mà mình chuyển hồ, mình chuyển cá đi ở cái môi trường rộng hơn thì con cá mình nó sẽ mau lớn. Và chuyển đi thì mình đem theo nước đi. Và đương nhiên mình nuôi không oxy không sao hết, nhưng mình nuôi có lọc vi sinh và có sủi oxy thì con cá mình nó sẽ khỏe hơn và mau lớn hơn. Còn tùy cái nguồn nước của mỗi nơi, không có nguồn nước của nơi nào giống nhau. Cái nguồn nước của mình là mặc dù nước máy nhưng mà pH nó có tuột. Khi mà mình dùng lọc bio như thế này, nên ở hai cái hồ này nè, mình thả 1-2 miếng san hô vào đây để cho cái độ pH của mình nó không có bị tuột. Khi mà pH nó tuột thì cái san hô nó cũng sẽ làm cho pH nó tăng lên, để giữ cho pH nó đều ở cái tầm khoảng cỡ 7,5. Khi mà các bạn nuôi nhiều thì nó sẽ 7,5 đều hết. Các bạn có thể chuyển cá hồ này sang hồ kia, dùng nước của hồ cá này để mà nuôi cá của hồ cá bên kia, nó không có sao hết. Rồi ở đây mình sẽ nói về một cái nữa, con cá nó bị gãy lưng. Ở trong này nó có một con cá bị gãy lưng, là do trong quá trình mình nuôi á. Đó, anh em thấy con cá gãy lưng không? Trong quá trình mình nuôi á, mình nuôi ở cái chậu nó thấp quá, và ở trên sân thượng của mình, nó sẽ làm cho con cá bị gãy lưng. Thì mình sẽ chia sẻ một cái cách để mà ngừa cái vấn đề gãy lưng cho nó khi mà nuôi ở nhiệt độ cao. Và cái kinh nghiệm này của mình á, chia sẻ cũng là một cái cách khi mà trời mưa luôn, nó thay đổi nhiệt độ đột ngột luôn, thì con cá của mình nó sẽ ít bị thay đổi và ít bị bệnh hơn. Ở đây cái hồ cá mình mới chuyển lên á, mình chưa kịp hút cặn gì hết nè, anh em thấy không? Nhưng mà một tuần sau, 5 ngày sau, cứ bình tĩnh, đừng có vội vàng. Mình châm nước lần lần lên và mỗi ngày mình hút một ít, thì khoảng chừng 5 ngày sau cái hồ này nó sẽ sạch đẹp thôi. Thì cái clip sau thì mình sẽ quay lại cái hồ sơ này cho anh em thấy là hai cái hồ này mình đã lên nước được bao nhiêu. Và bây giờ mình chia sẻ cái cách để mà làm con cá nó tránh hiện tượng nó bị gãy lưng nha. Cái hiện tượng gãy lưng của nó là do một phần á, nhiều khi ở trong này cá nó đẻ ra, cái mình sợ cá mẹ nó ăn thịt á, thì mình vớt cá con ra. Mình vớt cá con mà mình để cái hộp như vậy, hoặc là mình lấy cái mức nước ở trong này á, cái mức nước ở trong này nó ít nè anh em, mà mình nuôi ở những khu nhiệt độ nóng á, mà mình để nó ở trên thành thôi, thì mình để, ví dụ mình để vậy, thì với cái nhiệt độ ban ngày như vậy á, con cá nó sẽ bị nóng. Cái nhiệt độ đây nước ít, nó sẽ nóng, nó nóng làm con cá gãy lưng. Thì anh em để, nếu mà như mình bớt cá con ra thì thôi mình để một cái hũ nhựa trong này luôn, thì cái nhiệt độ trong này nó sẽ cân bằng với lại cái nhiệt độ ở bên ngoài đây, thì con cá nó sẽ tránh đi cái hiện tượng gãy lưng. Nếu mực nước nó ít, cá của mình nuôi trên sân thượng đó anh em, nên nó nhiệt độ nó hơi cao, nó hơi nóng, và ở cái mực nước thấp như vậy á, thì với kinh nghiệm của mình trước đây mình nuôi cá, mình nuôi ở ngoài trời á, thì mình dùng những cái sỏi như vậy nè, những cái đá cục đá cuội như vậy nè. Đây là nó dạng đá granite, anh em lựa đá màu xanh hoặc màu đen, đừng lấy đá màu trắng. Đá, những cái đá màu trắng là nó sỏi nó có các con nát canxi, nó sẽ làm tăng pH. Và mình lấy, mình bỏ vào trong này luôn, mình thả trong hồ cá như vậy. Cái đá này nó làm cho khi mà nhiệt độ nóng lên thì nước chưa kịp nóng thì cái đá này nó hấp thu nhiệt rất là nhanh. Nó hấp thu nhiệt, nó rút nhiệt nóng của nước nè. Và khi trời lạnh á, lúc trước mình mới nuôi á, thì mùa lạnh cá mình chết rất là nhiều. Và mình dùng những cục đá này, mình thả vào đó luôn. Thì mùa đông á, khi mà nhiệt độ nó lạnh á, tối nó lạnh xuống, thì những cái cục đá như vậy á, nó hấp thụ vào,
làm cho nước chưa kịp, nước sẽ bị lạnh lên chậm. Từ từ có nghĩa là nó sẽ lạnh lên, trên là khoảng cỡ 7-8 độ thì con cá bảy màu nó không có sao đâu, nhưng mà đừng có đột ngột quá thôi. Nó thay đổi chừng 6 độ, 8 độ, thậm chí là 10 độ, nhưng mà nó thay đổi chừng 3 tiếng đồng hồ thì con cá nó không có bệnh nha anh em, nó khó bệnh lắm. Mà anh em nhớ là mấy cái đá này anh em phải đem về, mấy anh em ngâm nước á, ngâm nước trong 2-3 ngày rồi rửa sạch sẽ đi, chứ đem về mà bỏ vô liền cá cũng dễ bệnh lắm. Đây nó có một số hình thức đá nè, để mà nó giống như nó cũng trang trí luôn. Nó làm cho cái nước ở trong hồ nó ổn định, ít có tăng giảm nhiệt độ nhanh. Trời mưa cũng vậy thôi, và trời lạnh, trời nóng gì cũng vậy thôi. Thì nước ở trong hồ nó sẽ tăng giảm nhiệt độ chậm. Nó có thay đổi nhưng sẽ thay đổi chậm để con cá nó không bị sốc, nó không có bị bệnh. Và mùa nóng thì mình để như vậy thì con cá của mình nó không bị nhiệt độ nó cao quá, nó không bị độ đột ngột cao quá, nó sẽ tránh cái tình trạng gãy lưng. Và vấn đề nó tiếp với vấn đề nữa là vấn đề ánh sáng đó. Con cá bảy màu mà nếu mà nó có ánh sáng trời đủ độ sáng như vậy thì con cá nó sẽ lên màu tốt. Còn nếu anh em nuôi trong nhà mà nuôi hồ kiến hay chậu gì đó thì anh em cố gắng làm sao mà bắt đèn. Ở đây là dạng đèn của thủy sinh, nó tới đèn 10k light anh em, ánh sáng 10.000. Thì nó ánh sáng như ánh sáng daylight, là ánh sáng ban ngày á, thì con cá nó sẽ khỏe, nó đủ ánh sáng thì con cá nó mới lên màu đẹp. Đó là vấn đề ánh sáng, anh em nhớ lưu ý là ở trong nhà cần có cấp ánh sáng cho nó khoảng cỡ 8 tiếng. Thì sáng anh em bật 4 tiếng, chiều 4 tiếng. Hoặc là anh em đi chỉnh cái rơ le thời gian đó, để cho làm sao nó đủ 8 tiếng. Ở đây mình nói tính cách giống như người mới tập chơi và chơi cho vui giải trí không nhiều. Và khi anh em nuôi khoảng cỡ chừng 6 tháng, 8 tháng thì tự động anh em sẽ rút ra nhiều kinh nghiệm để mà làm sao để mà mình làm ra số lượng nhiều hay bán hay là làm trại cái gì đó. Còn cái clip của mình chia sẻ kinh nghiệm dành cho những anh em giống như là mới tập chơi thôi, thì kinh nghiệm của mình nó cũng có thể là nó khác với một số anh em làm trại. Thì mình tóm lại nó còn 4 yếu tố là các con anh em muốn nuôi được tốt, khỏe, thì cái đầu tiên là nước của anh em, cái nguồn nước là quan trọng để con cá nó không bệnh đã. Rồi thứ hai là anh em phải cho ăn chăm sóc, cho ăn thức ăn. Nếu anh em nuôi dỗ thì anh em phải cho ăn nhiều lần. Còn nếu anh em nuôi cá mà muốn bán thì phải dỗ trùng nhanh, cho ăn nhiều thì con cá nó mau lớn. Và cái thứ ba, yếu tố thứ ba là anh em phải chăm sóc, quan sát cá. Anh em cứ hút cặn thường xuyên và châm nước thường xuyên mỗi ngày là con cá nó rất là mau lớn. Mỗi lần anh em thay nước là anh em kích thích cho cá ăn, và anh em hút được cái phân cặn là tránh ngừa cá bệnh luôn. Cái yếu tố thứ tư là yếu tố môi trường. Môi trường gồm có nhiệt độ nè. Anh em làm sao tránh thay đổi nhiệt độ cho con cá, thay đổi môi trường nó bị sốc cho con cá. Và môi trường nhiệt độ ánh sáng ha. Đó là môi trường ánh sáng nữa. Cái ánh sáng nó làm cho con cá nó sinh ra màu sắc đẹp. Và thiếu ánh sáng con cá nó độ phát triển xương nó cũng ít, nó sẽ bị còi cọc. Và sủi, cái môi trường mà anh em nuôi sủi oxy thì dĩ nhiên là con cá nó sẽ mau lớn hơn con cá không sủi oxy rất là nhiều. Và phần trình bày của mình về 4 yếu tố để mà làm cho các con nó phát triển tốt. Nếu anh em muốn tham khảo thêm cái lúc mà cách nuôi các con như thế nào, cái cách mà thu hoạch các con như thế nào, thì nó có hai cái clip á, là cách nuôi và dưỡng cá bảy màu con hiệu quả, và cái clip hai cách cho cá đẻ đó, để mà thêm kinh nghiệm về thu hoạch cá. Clip của mình tới đây là hết. Mình cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã tốn thời gian xem cái clip của mình. Chúc anh em một ngày thật là vui. Nếu anh em thấy hay thì bấm like và bấm đăng ký kênh để ủng hộ kênh Lãng Tử 02 của mình nha. Cảm ơn anh em. Bye bye anh em.